Thay vì học lệch học tủ, Nguyễn Hạnh Lan, trường Trung học phổ thông Đức Hợp và Nguyễn Minh Anh, trường Trung học phổ thông Yên Mỹ lại quyết định học đều, học toàn diện ở tất cả các bộ môn. Nhờ đó, hai em đã lọt top những thí sinh có tổng điểm 6 môn tốt nghiệp trung học phổ thông cao nhất tỉnh. Vượt qua hơn 16.300 thí sinh toàn tỉnh, em Nguyễn Hạnh Lan, học sinh trường Trung học phổ thông Đức Hợp, huyện Kim Động, trở thành người có tổng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 đứng đầu tỉnh. Tổng số điểm 6 môn thi của Hạnh Lan là 55,75 điểm. Số điểm này không khiến thầy cô và bạn bè bất ngờ, bởi trong suốt những năm học trung học phổ thông, Lan luôn là học sinh giỏi toàn diện, học đều ở tất cả các môn. Với kết quả thi xuất sắc, Nguyễn Hạnh Lan chắc chắn giành tấm vé trở thành tân sinh viên trường Học viện Ngoại giao. Em nghĩ là mình cần phải phân bổ thời gian hợp lý, đó chính là cái điều quan trọng nhất. Khi ôn tập thì em cố gắng là sẽ nghe kỹ các kiến thức mà thầy cô đã giảng trên lớp, đồng thời là cố gắng ghi chép lại những cái thông tin có thể thầy cô nói bên lề, bởi vì cũng có khá là nhiều thông tin thú vị. Nên là khi mà về nhà thì em cũng không cần tốn quá là nhiều thời gian ôn tập, bởi vì em đã ghi nhớ được một phần kiến thức ở trong đó rồi ạ. Trở thành một trong ba thí sinh có điểm thi cao nhất tỉnh là điều bất ngờ với em Nguyễn Minh Anh, trường Trung học phổ thông Yên Mỹ. Từ bậc trung học cơ sở và 2 năm đầu bậc trung học phổ thông, Minh Anh luôn định hướng học các môn khoa học tự nhiên. Tuy nhiên, đầu năm lớp 12, được thầy cô truyền lửa, em thấy yêu thích và chuyển hướng sang học các môn khoa học xã hội. Minh Anh không chỉ giành giải ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn ngữ văn, mà còn đạt điểm giỏi ở tất cả các bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Minh Anh đã vượt qua kỳ thi đánh giá năng lực, xét tuyển học bạ của các trường đại học và gần như chắc chắn đỗ vào trường Đại học Thương mại, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Sư phạm Hà Nội 2 với tổng điểm 6 môn là 55,3, trong đó điểm khối C là 28,5. Cánh cửa ngành sư phạm ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội đang rộng mở với em. Em quan điểm là học tập thì trước hết là mình phải vui và mình phải trân trọng cái khoảng thời gian mình được học tập. Ngoài bố mẹ chăm sóc em công việc hàng ngày thì còn có các bạn cùng động viên em và thầy cô chia sẻ cho em thêm nhiều kiến thức mới. Thì em cũng tích góp từ ba yếu tố đó cộng với cả sự nỗ lực cố gắng của bản thân thì em có được kết quả như vậy. Dù là những thí sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhưng cả Hạnh Lan và Minh Anh đều xác định đây chỉ là điểm khởi đầu của một hành trình mới. Điều quan trọng là phải giữ được ngọn lửa nhiệt huyết để có thể đi được xa hơn và gặt hái được nhiều thành công hơn trên con đường tương lai.